thượng nghị sĩ Canada lên án Việt Nam chối cãi sự thật về lịch sử 30 tháng 4. Một thượng nghị sĩ Canada mạnh mẽ lên án chính phủ Việt Nam là nói dối, chối cãi sự thật về lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phát biểu của thượng nghị sĩ gốc Việt Ngô Thanh Hải, tác giả đạo luật Hành trình tới tự do, trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ hôm nay là phản hồi chính thức đối với chỉ trích của Hà Nội về việc Canada thông qua luật này hôm 23 tháng 4 vừa qua. Hà Nội nói đạo luật này xuyên tạc lịch sử, khiêu khích chia rẽ đoàn kết dân tộc, và việc thông qua luật này là bước lùi nghiêm trọng trong quan hệ hai nước, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với Canada, và đã triệu đại sứ Canada tới để phản đối. Luật được thông qua giữa lúc đánh dấu 40 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, quy định trên cả nước Canada hàng năm cứ vào ngày 30 tháng 4 sẽ được biết đến như là ngày hành trình tới tự do, một ngày lễ tưởng niệm nhưng không phải là ngày nghỉ lễ chính thức. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Đạo luật của tôi nhấn mạnh rằng cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là quân đội Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng miền Nam đã không tôn trọng cái Hiệp định Ba Lê, đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và đã dẫn đến sự sụp đổ của Việt Nam để kết thúc chiến tranh. Mục tiêu thứ hai là 30 tháng 4 năm 1975, hơn 2 triệu người bỏ nước ra đi vì Cộng sản đã vi phạm nhân quyền là nguyên nhân chính của cuộc di cư đó. Cái thứ ba đó, để tưởng nhớ đến 250.000 người Việt thiệt mạng trên biển cả trong cái cuộc di cư đó. Cái thứ tư là công nhận chính phủ Canada và nhân dân Canada đã đón tiếp những người Việt tị nạn và những người thường dân của chúng tôi vào năm 1979 và 80, chỉ có 2 năm đó thôi, đó họ đã nhận chúng tôi là 60.000 người. Ngay sau khi Canada thông qua luật này, Việt Nam chính thức lên tiếng phản đối, nói rằng ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đang phát triển giữa hai nước. Tác giả của cái luật này thì ông có phản hồi như thế nào? Cái đạo luật của tôi không có liên quan đến vấn đề ngoại giao giữa Canada và Việt Nam, không có dính líu đến vấn đề ban giao giữa hai quốc gia, không có liên quan gì đến chính phủ Việt Nam cả. Họ nói rằng là cái luật này đối với người dân Canada đó thì nó làm tổn thương tới tư tưởng tình cảm của họ, là vì Canada trước đây đã từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược. Nếu như vậy thì họ càng sai hơn nữa, bởi vì Canada, quân đội Canada đã tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam với các hoạt động giám sát quốc tế để hỗ trợ các mục tiêu về việc thiết lập hòa bình và chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ công việc thi hành Hiệp định Ba Lê năm 1973 mà chính Cộng sản Việt Nam họ đã vi phạm. Cái thứ hai đó là nhân dân Canada sau khi mà chấp nhận 60.000 người và sau này lên tới là chúng tôi hiện nay là khoảng 1.300.000 người. Cái quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc đã trao cái giải thưởng Nansen cho dân Canada vào năm 1986. Cái giải thưởng đó, đó tương đương với như là một cái giải thưởng Prix Nobel hòa bình mà về vấn đề mà tị nạn của cái quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc. Chính phủ Việt Nam không bao giờ họ chấp nhận những cái sự thật cả, họ luôn luôn họ cho cãi bởi vì là không muốn thế giới đều biết những cái sự mà họ đã vi phạm, những cái sự chết chóc, những cái sự giết của họ đối với nhân dân Việt Nam. Thưa ông, nói rằng không ảnh hưởng gì tới ban giao song phương, nhưng mà phía Việt Nam thì nói rằng là nó đi ngược lại cái quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế xã hội đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Tại vì nó công nhận là một ngày quốc lễ, phải không ạ? Một ngày toàn quốc kỷ niệm. Đúng, cái đạo luật này là một ngày lễ quốc gia kỷ niệm cuộc di cư của người tị nạn của chúng ta tại đây và được đón nhận vào Canada. Không có dính líu gì với chính phủ Việt Nam. Thành ra nói đó liên quan đến vấn đề chính trị, tôi cho đó là sai. Mà liên quan đến vấn đề ban giao, tôi cũng cho đó là sai. Họ nói rằng là luật này xuyên tạc lịch sử. Họ nói rằng cái lịch sử đã chứng minh đây là một cuộc đấu tranh thống nhất, giải phóng dân tộc mà cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada, ủng hộ nữa. Họ không công nhận là cái 30 tháng 4 là cái ngày mà họ chiếm đất nước Việt Nam à? Quân đội Việt Nam Cộng hòa có đi ra ngoài Bắc đánh không? Đâu có. Chính quân đội miền Bắc Việt Nam xuống xâm chiếm miền Nam Việt Nam mà. Họ công nhận là họ đã vi phạm Hiệp định Ba Lê à? Năm 1953 mà họ đã ký à? Tại đây những cái gì Cộng sản nói ra là những cái điều nói dốc hoặc là chối cãi sự thật. Có ý kiến cho rằng cái luật này nó mang tính khiêu khích và chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc giữa người Việt với nhau. Tại vì giữa lúc mà những cái vết thương nó chưa có lành mà lại gợi nhớ lại những cái đau thương, càng làm khơi dậy sâu hơn nữa cái hận thù quá khứ. Nó không giúp ích gì cho cái công cuộc hòa giải dân tộc sau chiến tranh. Ý kiến của thượng nghị sĩ như thế nào? Dạ thưa, thì Cộng sản Việt Nam mà nói mà hòa giải dân tộc đó, thì là tôi xin là khuyên Cộng sản Việt Nam nên hòa giải dân tộc với những người dân ở trong nước trước, bởi vì chính họ là nạn nhân của Cộng sản Việt Nam. Ở hải ngoại chúng tôi đâu cần hòa giải với Cộng sản Việt Nam, chúng tôi ở hải ngoại chúng tôi đã ở ngoài rồi. Thật ra mà nói cái vấn đề mà hòa giải dân tộc đó, thì Cộng sản Việt Nam phải làm công việc đó trước, ở trong nước trước, vì những người dân ở trong nước đã bị họ kèm kẹp, đã vì họ vi phạm tất cả những cái nhân quyền.
sau khi mình có một cái thể chế mà tự do dân chủ rồi mới nói đến cái vấn đề cộng đồng Việt Nam hải ngoại, và phải chấp nhận sự thật trước rồi mới tính đây. Chứ mình cứ tối ngày nói láo thì Cộng sản Việt Nam sẽ không đi tới đâu cả. Nhưng mà làm thế nào để chữa lành cái vết thương cũ khi mà không chịu rời bỏ cái hận thù quá khứ? Muốn bỏ cái hận thù quá khứ thì chính Cộng sản phải làm trước chứ. Thả hết tất cả vô trùm chính trị trước, tôn giáo, tự do dân chủ, tự do dân quyền, vân vân, tự do sở hữu. Như vậy thì cái vấn đề hòa giải hoàn toàn tùy thuộc vào thiện chí của phía bên kia theo ý của ông. Nhưng mà về phía của người đúng, Việt... Cộng sản làm cái hòa giải với dân tộc trong nước trước đi. Người ta viết một cái bản nhạc mà chống Trung Quốc thì họ bắt đánh bỏ tù. Cái chuyện đó là cái chuyện không thể nào chấp nhận được. Ở một cái xứ tự do dân chủ không bao giờ có cái chuyện đó. Mà tại sao Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lại làm như vậy đối với nhân dân của mình ở trong nước? Tôi thấy là Cộng sản nói một đường làm một nẻo. Có ý kiến cho rằng là để mà có thể xích lại gần nhau đó thì cần thiện chí của cả đôi bên chứ không chỉ một bên nào cả. Tại vì cái tiếng vỗ tay nó phải cần hai bàn tay góp lại với nhau. Phía bên kia cũng cần quên quá khứ đi và cùng hướng tới tương lai. Họ nói rằng không thể hòa giải với những người mà chỉ đem điều này điều kia ra đặt điều kiện hoặc là chỉ mưu cầu những cái lợi ích riêng của một cái nhóm những người Việt hận thù Cộng sản dai dẳng mà thôi. Hòa giải, hòa hợp, hòa giải trước, giải tỏa tất cả những sự sai của Cộng sản Việt Nam đã làm. Sau khi hòa giải trong nước rồi, nhân dân ở trong nước chấp nhận rồi, Cộng sản Việt Nam đã thay đổi rồi bằng một cái chính phủ tự do dân chủ và có nhân quyền, thì tôi thấy lúc đó rồi thì cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng sẽ chấp nhận hay là chấp thuận. Nhưng mà theo ý ông thì làm thế nào để người Việt có thể hàn gắn với nhau, đoàn kết lại với nhau để xây dựng đất nước? Cuộc chiến đã kết thúc 40 năm rồi, nhưng hai thái cực đối lập nó vẫn tồn tại cho tới nay giữa người Việt với nhau. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại có xây dựng đất nước hay không là khi nào chính phủ Cộng sản Việt Nam thay đổi. Chính phủ Cộng sản Việt Nam phải bỏ điều 4 hiến pháp, thả hết tất cả những tù nhân chính trị, phải có một thể chế dân chủ, tự do và dân quyền. Thì lúc đó mới có chuyện cộng đồng Việt Nam hải ngoại mới có thể nói chuyện với họ được. Thế phản ứng của hành pháp lẫn lập pháp Canada về việc Hà Nội triệu đại sứ Canada phản đối luật này ra sao thưa ông ạ? Đây là một cái xứ tự do, hành pháp, lập pháp và tư pháp riêng rẽ và độc lập. Thành ra ở bên đây nếu mà quốc hội đã thông qua một cái đạo luật thì chính phủ cũng phải chấp nhận, không phải theo kiểu Cộng sản Việt Nam. Luật này được thông qua giữa lúc đánh dấu 40 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc. Ông có chia sẻ gì thêm không ạ? Đây là cái luật pháp của Canada đã công nhận cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà chúng ta đã bị Cộng sản Việt Nam chiếm. Hơn 2 triệu người đã bỏ nước ra đi, còn gọi là tháng 4 đen. Cái lời dẫn nhập trong cái đạo luật của tôi vẫn còn có cái chữ đó. Cái thế hệ thứ hai, cái thế hệ thứ ba, thứ tư đó, nó mới hiểu rằng sở dĩ mà nó được sống ở đây với một xứ tự do dân chủ như thế này bởi vì là cha mẹ của nó đã bỏ nước ra đi khỏi cái gọng cùng của Cộng sản Việt Nam để qua một xứ tự do dân chủ. Xin chân thành cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã cho chúng tôi cơ hội ghi nhận những phản hồi của ông đối với những cái lập luận của phía chính phủ Việt Nam. Xin cảm ơn đài VOA.